Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày 25 tháng 3. Minh Hằng lên tiếng thông tin về bầu đôi của mình và chỉ giữ được một phôi thai, ngừng làm ngay vụ việc này vì quá đau lòng. Minh Hằng và chồng mong muốn có được nhóc tỳ song sinh, thế nhưng mọi thứ diễn ra không giống như ước mơ của nữ ca sĩ. Đầu tháng 3 năm 2023, Minh Hằng xác nhận đang mang thai nhóc tỳ đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đến tối ngày 24 tháng 3, phu nhân ông đã đăng tải và blog chia sẻ về quá trình cấy phôi thai và tâm lý trong lần đầu tiên làm mẹ. Trước đó, Minh Hằng chia sẻ đã cấy 2 phôi thai vào cơ thể với mong muốn sinh đôi, thế nhưng hiện tại chỉ có một bé tiếp tục phát triển. Trong vlog mới nhất thì Minh Hằng nói rõ lý do mong muốn sinh 2 bé cùng một lúc, dù được các bác sĩ cảnh cáo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản thân tôi là người xuất phát điểm khá là muộn và hiện tại tôi đã 35 tuổi. Nếu để thụ thai tự nhiên thì không biết đến bao giờ mới có thể thụ thai được. Nếu tôi may mắn có được con một cách tự nhiên trong năm 2023 thì ít nhất cũng phải 1,5 năm sau mới có đứa con thứ hai. Còn nếu sinh mổ thì ít nhất phải 3 năm sau mới sinh được con thứ hai. Đó chính là một trong những lý do khiến tôi đưa 2 phôi vào trong cơ thể của mình. Dù bác sĩ cảnh báo rất nhiều rủi ro và không tốt cho người mẹ ở độ tuổi của tôi, nhưng mong ước có con của tôi quá lớn. Thế nào thì tôi cũng phải thử, cũng phải ráng. Tôi đã hy vọng mình sẽ có cùng một lúc 2 thiên thần. Đúng là ông trời cho bao nhiêu thì mình phải lấy bấy nhiêu, mọi thứ không như mình mong muốn. Khi nhận tin một trong 2 phôi thai đã không thể tiếp tục lớn lên, Minh Hằng rất buồn nên phải dừng ngay việc viết nhật ký cho các con. Mẹ bầu nghẹn ngào chia sẻ, tôi có thói quen ghi nhật ký cho con của mình. Những ngày đầu tôi rất là chăm, cái gì cũng ghi vào. Thế nhưng khi biết tin mình chỉ còn lại một phôi thai thì cuốn nhật ký đóng lại luôn. Không phải là không thương con nữa, nhưng là do tôi không biết viết gì cho đứa con còn lại khi nó đã bị mất. Tôi đã mất một tháng để bắt nhịp lại để có thể tiếp tục viết nhật ký cho con của mình. Và tôi cũng nghĩ nếu như ông trời cho mình một con thì phải đón nhận. Từ đó tôi và ông xã cũng nói với nhau được bao nhiêu thì hưởng lấy bấy nhiêu. Và hiện tại tôi đã thoải mái với việc này khi chia sẻ trên tập 1. Rất nhiều người đã chúc mừng cho cô rằng sẽ có 2 em bé, 2 thiên thần khiến tôi chạy lòng. Trong lần trải lòng này thì Minh Hằng cũng kể rõ quá trình kích trứng và thụ tinh nhiều vất vả như thế nào. Nữ ca sĩ cho biết rất là sáng suốt vì đã chọn lựa phương pháp thụ tinh ống nghiệm để có thể sàng lọc phôi, bởi lẽ chất lượng trứng của cô không quá tốt. Minh Hằng nói, tôi thấy bản thân mình rất là sáng suốt khi chọn phương pháp IVF thụ tinh ống nghiệm. Khi kích trứng, tôi lấy được 26 trứng nên rất là tự tin. Nhưng đến 3 ngày, tôi chỉ được 10 phôi chất lượng. Đến 5 ngày, chỉ còn 3 phôi. Tuy nhiên, trong 3 phôi còn lại thì chỉ có 1 phôi chất lượng cao nhất thôi. Thực sự, lúc đó, tôi với ông xã đã ngồi nói với nhau nếu để đẻ tự nhiên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con của chúng ta vì chất lượng trứng còn tôi rất là kém. Đó là thông tin ngày 25 tháng 3. Nếu anh em thấy hay, đừng quên cho tôi chia sẻ comment và đừng quên ấn đăng ký vào chuông. Tạm biệt.